Chào các bạn, thời gian vừa qua là lúc những sản phẩm của Motorola cập bến thị trường Việt Nam với sức hút rất là lớn. Các sản phẩm như Roy Turbo hay là Moto X cho thấy sự hấp dẫn của các sản phẩm đậm chất Mỹ với người tiêu dùng nước ta. Nối gót hai đàn anh này, giờ đây chiếc Motorola Roy Ultra cũng đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Hôm nay, mời các bạn cùng xem video để xem chiếc máy này có gì nổi bật. Tương tự như các sản phẩm khác của Motorola, thiết kế của chiếc Roy Ultra thể hiện rõ ảnh hưởng của chất Mỹ. Đầu tiên, chất Mỹ của nó đến từ chất liệu cao cấp Kevlar. Đây là thứ được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp hàng không, áo giáp chống đạn và ngoài Motorola thì chưa có hãng điện thoại nào dám phổ cập chất liệu này trên các sản phẩm của họ. Mặt sau của Roy Ultra là Kevlar phủ nhựa bóng để làm nổi bật họa tiết 3D phía bên dưới. Một thứ mà không nhiều người biết đó là Roy Ultra có khả năng chống nước khi bị bắn vào. Điều này có từ những sản phẩm Roy trước khi Motorola quyết định phủ một lớp nano lên toàn bộ sản phẩm của họ. Không chỉ sử dụng một chất liệu lạ, thiết kế của Roy Ultra cũng khá bắt mắt khi có độ mỏng chỉ 7,2mm. Vì máy không quá lớn với màn hình chỉ 5 inch nên nhờ độ mỏng này mà cầm máy rất là dễ chịu. Chiếc Roy Ultra sẽ nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của cả nam hay là nữ, nhỏ nhắn nhưng vẫn có chất nam tính cần thiết. Một điểm mà cá nhân mình luôn đánh giá cao trong thiết kế của dòng điện thoại Moto đó là việc họ không bao giờ đặt phím chức năng vào trong màn hình. Điều này sẽ giúp người dùng có một diện tích hiển thị lớn, bắt mắt và hiệu quả hơn. Nói rằng cấu hình của máy cũ thì đúng, nhưng nếu ai nói nó yếu thì hoàn toàn sai lầm. Không đơn thuần chỉ là con chip S4 Pro của Qualcomm được đặt làm trái tim của máy, Motorola đã tùy biến và tinh chỉnh lại để biến con chip này trở thành độc nhất và chỉ có duy nhất trên những dòng sản phẩm Roy. Roy Ultra tuy là dùng S4 Pro nhưng không phải bản lõi tứ mà đây là phiên bản lõi kép. Hai nhân kia sẽ được tách ra riêng để chuyên xử lý ngôn ngữ và ngữ cảnh. Phiên bản CPU độ này vẫn có thông số xung nhịp là 1,7GHz đi kèm với GPU Adreno 320 cùng với 2GB RAM. Đây thật ra mới chỉ là 4 lõi trong số 8 lõi con chip gọi là X8 Mobile Computing System của Motorola mà thôi. 4 lõi còn lại sẽ là những nhân chuyên về đồ họa. Chính vì thế về mặt đồ họa, Roy Ultra thể hiện tốt hơn hẳn so với những sản phẩm cùng dùng S4 Pro khác như LG G hay là Sony Z. Thậm chí, riêng về đồ họa, máy có thể so sánh với những con chip như S600 hay là S800. Bằng chứng là dù S4 Pro đã ra mắt khá lâu, những trò chơi như Asphalt 8 hay Modern Combat 5 vẫn chưa đủ khả năng làm khó máy. Đây là điều mà những sản phẩm chạy S4 Pro khác không thể sánh được. Được ra mắt nửa cuối năm 2013, nhưng rõ ràng với công sức đầu tư, nghiên cứu và tùy chỉnh mạnh mẽ phần cứng, Roy Ultra vẫn đem đến hiệu năng đủ để làm nhiều sản phẩm mới ra mắt phải xấu hổ. Về mặt tính năng, dòng Roy là một trong những dòng sản phẩm có nhiều tính năng thông minh và hữu dụng nhất. Tất nhiên là Roy Ultra cũng không nằm ngoài ngoại lệ này. Nó sở hữu đầy đủ tính năng của chiếc Moto đời mới như là Active Display hay là Touchless Control. Khi bạn bật Touchless Control, máy sẽ liên tục được đặt trong trạng thái chờ nhận lệnh kích hoạt của bạn bằng câu nói bất kỳ mà bạn đã chọn trước. Sau đó, bạn có thể tiếp tục ra lệnh cho Roy Ultra để thực hiện nhiệm vụ dẫn đường, tìm kiếm internet, gọi điện, gửi tin nhắn, tạo ghi nhớ, đặt báo thức hay là đơn giản nhất là nghe nhạc trên YouTube. Như vậy bạn hoàn toàn có thể không nhìn hay là chạm vào màn hình mà vẫn thực hiện được các công việc. Không như những tính năng của hãng khác thường mang tính chất thể hiện và làm màu, mọi thứ Motorola trang bị cho sản phẩm của họ đều cực kỳ thực dụng và dễ dàng để sử dụng hàng ngày. Với mức giá 3.490.000 đồng, sản phẩm này có giá tương đương chiếc Roy Max tại hệ thống cửa hàng Diệt Lộ Minh. Như vậy, nếu không thích chiếc Roy Max mập mạp pin trâu thì Roy Ultra với thân hình sexy có lẽ sẽ là lựa chọn ổn nhất cho các bạn. Nếu so sánh với các sản phẩm chính hãng hay sách tay khác ở mức giá này thì Roy Ultra đều hơn hẳn ở độ chất, độ lạ và độ nam tính. Như vậy, với sự cập bến của Roy Ultra ở Việt Nam, đây sẽ là cú hích cho phân khúc dưới 4 triệu đồng để sở hữu một sản phẩm mỏng, mạnh mẽ và cá tính nhất. Các sản phẩm đến từ Motorola từ trước đến nay luôn là những sản phẩm bền bỉ, cộng thêm chế độ bảo hành phần cứng lên tới 6 tháng tại Diệt Lộ Minh. Chắc chắn đây sẽ là chiếc máy dành cho những ai cần sự bền bỉ, nam tính, khỏe khoắn mà vẫn không mất đi sự nhỏ nhắn tiện lợi. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.